Đây, siêu xe bạn đây, xin chào, đang tìm xe thế nào ạ? Mình muốn xe máy bay, có máy bay không? Thôi để mình đi review nha. Thôi, tôi đi. Đây là cửa hàng ô tô duy nhất ở thị trấn này. Ok, anh biết tôi biết rồi ông nào. Rồi. Ok, hello mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người, chào, mình là Ban đây. Ây chà chà. Mọi người biết game này làm gì không? Nói chung là dạo này tình hình nói chung mấy bữa nay là game này nó hơi bị nóng luôn đấy. Nóng trong phải không phải là nóng bình thường mà là nóng nóng còn hơn cái chữ nóng anh em ạ. Đấy. Đấy, nói chung là game này đang hot anh em ơi. À, thời gian bữa giờ thì tôi cũng hay chơi game này đấy đấy. Đấy, tôi cũng vào chơi rồi cũng vui phết đấy. Game này chơi nó hơi bị phê các bạn ơi. Chơi nó cứ cuốn cuốn kiểu gì anh em ơi, các bạn bè vào chơi nữa. Đấy, rủ bạn bè vào chơi đẻ thật sự luôn. Ok, nói chung là nói chung là clip này cũng là ở trên kênh này thôi. Đấy, trên cái kiểu clip game của cái trên kênh này thôi. Đấy, bây giờ xuống xe cái từ nãy giờ mình lần này mình đi trước mặt mấy bạn ơi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi có nhiều bạn cũng đã chơi game này rồi bạn biết. Đó, bây giờ mình sẽ về nhà mình nha. Mấy bữa nay mình cũng có chơi, có xây nhà rồi bạn. Về mình hơi cũng quắp thôi. Rồi. Ở nhà. Ok, về 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 nhà mình tâm sự nha em ơi. Ok. Ủa gì vậy? Không thể vào được thị trấn bị lỗi. What the hell man? The hell? Văn game bạn ơi. Thôi xong rồi. Cái game này được cái là bảo bảo trì các bạn ơi. Ok, mời mấy bạn chờ mình à 2 đến 3 phút là mấy bạn vào. Nói chung là bị bảo trì bảo trì như này là mấy bạn bấm nút reset liên tục hoặc là từ 2 đến 3 phút là mấy bạn vào. Hello mọi người nha. Sau khi một ngàn năm và chúng ta đã vô được game rồi. Và mình định vào cái nhà là từ từ đậm vào cái nhà luôn nha. Mong nó đừng bị văng đó. Mày ba. Không bị văng đâu mọi người ơi. Rồi. Ok các bạn. Ok, đây là nhà của mình nha các bạn ơi. Đây, mình tên là đây này các bạn đó. Ok, đâu là chụp hình nào. Chụp hình này. Đấy, em xin cho. Đấy, nói chung nhà tôi mình camera nó hơi hơi bé tí. Rồi. Ok, mình vào nhà mình luôn nha anh em. Ok, anh em đi thôi. Rồi. À, vào nhà mình rồi. Đấy. Đi rồi, đôi giày. À, chà chà chà. Anh em thấy gì chưa? Nhà tôi cũng không có gì, không phải còn mấy con cá của bắp anh em ơi. Tôi bữa mấy bữa nay đi câu cá kiếm tiền mua nhà các bạn. Hết bây giờ còn có 800 trăm tiền rồi. Đấy, 5 kim cương thôi. À, tự nhiên lại cái ghế vô duyên ngồi đây ngắm cảnh các bạn. Ok. Ok, anh em thấy mình là mặc bộ đồ đẹp không? Có chuẩn dàn mặc bộ đồ thì ra áo đen quần đen giống áo quét hay một quét anh em, giống hàng bảo vệ vậy đấy. Ok rồi. Nói chung nhà mình cũng không có gì. Ở đây giường ngủ tôi này các bạn. Ui giường ngủ này bạn. Ui rồi. Đây giường ngủ tôi này. Vô đây ngủ. 10 năm sau. Ok, sau một thời gian ngủ dậy cực kỳ là mệt mỏi các bạn ơi. Đây, cái nhà đây mình mua 54.000 tiền nha các bạn ơi. 54.000 tiền đúng rồi, 54.000 tiền. Để đợi tôi lên lầu cho anh em xem. Lên lầu chảy gì đâu, gia nhà mình mới để ý ở dưới thôi. Ok, xuống hầm nha các bạn ơi, xuống hầm. Có đường hầm nha, đây nhà này đường hầm xuống đây quẩy ba nè, nhưng mà chỗ đây mình cũng không có tiền đấy nên vậy này đấy bạn. Ok không sao, chơi giải trí bạn. Ok rồi đấy, cha. À, mấy con kéo mình bỏ đây cho nó đẹp, nhưng mà hai cái giống nhau nè bạn, cái bên trái cái bên phải, cái hổ bạn. Ok, cái heo nè đấy anh em dễ thương không, một khách một này. Ok, cái gì đây, cá ngựa nè, cái vàng này, cái chép vàng này này, trong này mấy cái linh tinh thôi. Ok, ngồi đây mình cứ câu bình thường thôi. Tôi trâu tôi câu làm cần câu, tôi cho anh em câu một cái này, đây cần câu đây, câu một cái cho anh em xem. Không, trong nhà này cá, ui cá cũng bự ấy, nhưng mà liệu chúng cái gì đây, mình xem nào. À, anh mồi luôn à. À, chắc không phải con, trời trời 16 dàn, trời ơi cá chép anh em ơi, 16 dàn cũng cũng thuộc dạng gọi là của bắp nhất. Ok, nói chung dài tiền ít đấy anh em ơi. Ok rồi, thăm vang mọi người nhà mình đủ chưa nè. Quên cho anh em xem, từ bỏ ngần câu cái cho anh em xem một lên cầu thang này. Đấy, trên đây là cái để nhảy nhúng gì ta, nhảy nhảy đây nè, nhảy đây xuống bao này ấy các bạn thấy không, từ đây này bạn, nhảy xuống nè, nhảy xuống á. Yeah. Vãi chướng quá thành nồi ra lúc con nhà cũng có gì ngồi hay hết các bạn. Ok, nhà mình nhiều bóp lắm đấy, lỡ mình làm thêm mấy cái nhà đẹp đấy, bỏ thêm cây vàng để câu cá cây vàng thôi, mình để mình ra khỏi nhà nha.
muốn các bạn á, các bạn nào chưa bạn ở mình á, đây bạn nào chưa các bạn mình anh em bấm vào phần điện thoại, ok bấm vào phần bạn bè nha, ok bấm vào phần cửa kính lớp này, ok mọi người ghi cái tên của mình ra, ok còn mà nào bạn muốn mình các bạn cứ ghi cái tên của các bạn trong game này ghi dưới phần mô bình luận nha mọi người, ok nhớ là ghi tên của bạn dưới phần bình luận nha, ghi đúng tên nha, đúng tên in dấu đàng hoàng mới hiện thấy nha, ok phải trưởng mà thế nó mới ra nha mọi người nhớ nha, để mà các bạn mọi người giao lưu mọi người vui luôn. Đấy vô đây câu cá các kiểu này bạn đấy, từ từ để mình vào những cái tiệc của người ta nha, vào những cái tiệc ui khá là nhiều người tiệc anh em ơi, khá là nhiều tiệc, ui rồi ok vô rồi rồi cuối cùng cũng sau một năm thời gian chúng ta đã vào rồi bạn ơi, ok bạn thấy nhà của người ta đâu không, còn nhà mình méo không có thôi đùa thôi sao tiền em nha, nhà mình cũng cũng đông nhưng mà chẳng qua mình chưa mở tiệc thôi, đồ cũng nhiều mà nhà người ta chỉnh sò hơn các bạn, nhà của mình tuổi thân quá, tôi biến thành những thằng đứa nhỏ nha, đây đứa nhỏ này anh em ơi, ok thằng nhỏ nhìn thằng lùn nhất á, rồi ok anh em thấy chưa đây. Thôi mình biến thành cao cho nó hấp dẫn, cao nhìn cho nó cao, nhìn cho nó cao tái nhìn cho nó bảo lùng, ok rồi ok đỡ mình vào cửa hàng thời trang cho các bạn xem nha, đợi mình đi xe luôn nha cho nó ngầu, mình cũng có không có xe nhiều, có mấy cái con xe của bóp này mấy cái xe dở hôm này, ok đỡ vào thời trang mình coi thử những bộ đồ nha, mấy bên đây mình cũng không có để ý mấy cái đồ thời trang trong này, nói chung mình thấy có nhiều đồ đẹp lắm mọi người, để cho mọi người xem này. Rồi đâm bên này đi, chỗ bên này trước đây. Ok, hello chị nha. Em đi mua đồ chị. Sao chị em mặc đồ giống em dữ. Vãi. Sao mình giống làm nhân viên dữ không? Mình giống làm nhân viên này. Đây là bộ đồ hip hop này. Úi xôi ôi. Tuyệt vời. Mua được không? Nếu bạn đang tìm quần áo thể thao gì thể thao hãy đến này, ok các bạn lại gần nó bạn mua này, đấy các bạn cứ lại gần nó bấm vô chỗ áo nè, ui các bạn phải bỏ tương đương với tiền như vậy mới mua được bộ đồ giống như vậy combo các bạn, đây gọi là bộ đồ combo ấy. Đấy bộ xanh nè rồi bộ đồ thể thao nè, ui trắng nè, full trắng nè, đây full trắng nè, ui đỏ nè, đen nè, ui mua riêng được không ta, mua riêng cũng được nha, mua riêng vẫn được nha các bạn ơi, mua riêng cũng được nha các bạn, có nhiều loại banh về giúp các kiểu nhà đại điểu nha các bạn, ok vá cà trưởng có găng tay này, đây là cái gì à, cái mũ à tôi tưởng găng tay chứ, nhìn được găng tay các bạn, ok thôi bỏ qua nha, bỏ qua đi ông nội, không mua đâu ông nội, rồi ít rồi để tôi lên lầu cho anh em xem nha, lên lầu quán không con đi thang máy nha, ui đi thang máy, ông nào không có điều kiện đi thang máy trong mùa dịch này em cứ lên vô đây mà chơi nha, ui lên đập con gì đây, cute nữa hả, quá gặp con cute bạn ơi, mắt cà này ra còn nữa đây à, tóc anh em ơi tới tiệm tóc rồi, Son Goku các kiểu này, ui mặt con khỉ này, ui mặt này, cái mặt này như chú hề anh em ơi, qua mặt mày bị điên à, trời ơi vác Hà Nội nhiều bạn khuôn mặt các bạn, nhiều khuôn mặt giống nhau khác nhau lắm, đây nè khuôn mặt 86 tiền, đây khuôn mặt gì đây, khuôn mặt sụm, khuôn mặt đây là khuôn mặt sợ ma hay là khuôn mặt đầu ý sao điên em nhá, ok để coi mở tủ ở đây bạn đang nghĩ về phong cách nào ạ, phong cách gì ta, phong cách kiểu như đâu coi đây là men, đây là ngầu, đây là súng răng, ok được phong cách này hợp lý nè, phong cách này gọi là chắc chơi người dơ nè anh em ơi, ok hợp lý nha, đây không có đây không có gì vậy, không cách nhắm mắt nữa và ác cái chữ và nói chung là ô bộ tóc này, ui tóc đập da đấy các bạn, đập da đấy đừng đùa gì đây, xin chào tôi là con gái thầy đó ở đâu rồi tôi không biết thôi, bị nói tôi là có chữ ra cái chữ nào làm mà nói chữ này chứ quá tôi chữ đánh cái mình nào chữ thật, ok đi xuống rồi. Ok đây là quầy thức ăn các bạn ơi, đấy, vô đây ăn uống các kiểu là điểu giống như ngồi đời nhưng mà quan trọng anh không chân thật thôi, quan trọng là trong đây nó đều là mini vui vẻ các bạn, nó đều cute hết đấy, nó đều mini cute hài hước nữa, đấy đâm vào như thế nào nhỉ, nói chung là cũng nhiều loại siêu xe rồi nhỉ, siêu xe bên đây kia, siêu xe bên kia, đi xe. Mình đi xe đạp đi, siêu xe ok nha, mình vào siêu xe cho nghe cái nhiều chiếc xe đây
đây là cái mẫu quảng cáo Oxy ở Hoa Ngôi, ở ngoài nha các bạn ơi. Mình vào trong mình mua một lụng và mình không có tiền để mua nữa, giảm 50% quá dữ. Mà đỡ vào đây mình cho anh em xem những siêu xe nha các bạn. Đây siêu xe bạn, đây xin chào, đang tìm xe thế nào ạ? Mình muốn xe máy bay, có máy bay không? Thôi để mình đi review nha. Thôi tôi đi, đây là cửa hàng ô tô duy nhất ở thị trấn này. Ok anh biết, tôi biết rồi ông nào. Rồi ok, mình xe đầu tiên là xe đây, xe cổ điển ha. À, xe cổ điển dần nghe đấy anh em ơi. Rồi tới xe Vector lại một chiếc xe, chiếc xe ga anh em ơi. Xe ga này đây, có nhiều mẫu xe khác nhau và màu mè khác nhau nhá. Ui ôi ôi ui, siêu xe. Rồi đây nhiêu tiền nha, 67.000 tiền, không có đủ tiền rồi. Xem thoải mái và cho tôi biết nếu bạn có gì thắc mắc không. Ok hiện tại bây giờ không có gì thắc mắc là bây giờ tôi hỏi, bây giờ hỏi cái ông này có máy bay em, nhờ máy bay tôi mua không, mua có không thôi. Mày điên à? Ok đợi anh em tí, anh em trong đây làm gì có máy bay các bạn, tích từ từ sau này nó update lên á. Hát đù xe ba bánh hả, xe này là xe thời xưa, thời Lambo ghi đạp rồi các bạn ơi. Đùi xe của những người chắc chơi người dơ này, xe mu trần. Ủa, xe mu trần nhá, đừng có đùa này, âm nằm hết trong gió, anh em đi xe này cho nó ngầu lòi nha. Đấy, ok các bạn đi mua xe này thì anh em đi khoe các bạn ấy thoải mái. Ui đấy, trong mấy chiếc xe thì cũng có tăng độ chạy nha các bạn ơi, xe nào xịn sò hơn nhanh hơn siêu xe mình. Đùi giờ quắp ơi. Ok tới xe mô tô, quá wow, nhiều bộ xe mô tô xịn con hùa ơi, mô tô đen này. Ui xịn sò thế nhá, được rồi tăng bao nhiêu, tăng 5,5 tốc chạy rồi, nhưng mà cũng ngầu lòi đấy. Cuối cùng là xe cổ bắp nhất là xe ba chỗ này. Đây xe cũng xịn sò đấy, nói chung mà xong rồi. Ok bye bye nhá. À, không có gì thắc mắc là thôi tôi đi ra đây rồi. Ok nói chung nãy giờ đi lanh quanh từ nhà tới thành phố, từ thành phố tới nhà, và hiện tại bây giờ là ở từ từ thôi xong rồi, không thể tìm thấy nhà. Vác cả ní à, mình định ra hay xin chào tất cả mọi người thôi mà nó không cho, bây giờ vô lại nó bị băng rồi. Đừng nó bị băng nhá, thôi chắc băng rồi, nghi cơ rồi. Ô chưa băng bạn, hiện tại bây giờ vẫn chưa văng vào, nó ghi là đang kiểm tra danh tính là vẫn chưa văng rồi nha. Xe này giờ tới xe này, ồ chắc bị lát game mọi người, game nó bị lỗi các bạn ơi, bị lát, nói chung game này cũng bị lỗi lắm, do nhiều người chơi các bạn. Giờ trong game này nó đang đóng, nói chung là tới mới game nó cũng mới ra năm 2021 này thôi, tầm cỡ tháng 7 đầu tháng 7 đầu tháng 8 bạn ơi. Ok các bạn, và chắc bây giờ mình cũng xin phép mọi người xin phép kết thúc clip này đi. Đấy nói chung là game này cũng hot đấy, mọi người nhớ tải nhá. Các bạn chưa biết game này là game gì các bạn, mình để cái link thôi xong rồi, để cái link cái game này mình ở dưới phần mô tả các bạn ơi. Ok rồi bây giờ mình xin bye bye mọi người nha, bye bye, chào mọi người vào những clip tiếp theo, bye bye.